Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay cô sẽ kết hợp vẽ cô dâu và chú rể với nét vẽ đơn giản nhất nhé. Cô đặt tờ giấy trắng theo chiều dọc. Trước tiên cô canh ở bên trên cùng nhưng nằm hơi lệch qua bên phải của tờ giấy một chút. Cô vẽ khuôn mặt cho cô dâu. Cũng tương tự như ở video trước, cô đã hướng dẫn vẽ cô dâu đơn giản. Các bạn cũng có thể tham khảo lại nhé. Ở phần cánh tay của cô dâu thì cô sẽ vẽ khác với video hôm bữa một chút, là cô sẽ cho cô dâu mặc áo ống á các bạn. Áo không có ống tay nhé. Nên cô sẽ vẽ cái bàn tay luôn. Rồi vẽ bó hoa ở chính giữa cho cô dâu đang cầm. Cái chuôi cầm của bó hoa.
vẽ cái cổ áo là hình trái tim nha các bạn. Cô canh từ hai cái cánh tay á, rồi cô vẽ một đường cong qua bên trái và một đường cong qua bên phải. Cô được cái áo cúp ngực như vậy, kéo xuống hai cái đường xiên và cái bó hoa để làm cái phần eo, thêm hai cái đường cong ngay chỗ cổ để làm cái phần xương cổ. Rồi cô vẽ xuống cái phần váy đầm, cô cho cô dâu mặc váy đầm xòe ở phía dưới. Bây giờ thì cô quay lại và hoàn thành cái phần mái tóc. Hôm nay cô sẽ vẽ cho cô dâu đội một chiếc vương miện. Các bạn cũng có thể vẽ vòng hoa giống như video hôm trước nhé. Từ vương miện cô kéo xuống cái phần mái tóc cho cô dâu. Cô cho cô dâu có mái tóc uốn dài gợn như vậy nha các bạn. Cái phần mái tóc thì cô cũng vẽ những cái sợi tóc sát vào nhau, cho nên các bạn nhớ chú ý lúc này nhé. Các bạn cũng có thể vẽ cái mái tóc đơn giản hơn tùy theo ý thích của các bạn nhé. Cô sẽ vẽ cái đôi giày nó lòi ra một chút ở phía trước như vậy. Và cô đã vẽ hoàn thành xong cô dâu vô cùng đơn giản luôn. Bây giờ cô canh qua và vẽ chú rể đứng sát cô dâu. Chú rể thì cô vẽ cái khuôn mặt cao hơn cô dâu một chút xíu. Cũng tương tự như ở video trước, các bạn cũng có thể tham khảo lại cách vẽ chú rể nhé. Cánh tay bên còn lại cô vẽ nó ở đằng sau cái mái tóc của cô dâu nhé, đặt ở sau lưng cô dâu á các bạn. Vẽ cái phần quần cho chú rể, cái phần chân đó các bạn, thì cô sẽ kéo một đường xiên hướng xuống bằng với lại gần bằng với cái váy đầm cô dâu nha. Cái phía chân bên này thì cô sẽ vẽ đằng trước cái váy đầm cô dâu, còn cái chân bên kia sẽ ở đằng sau cái đầm cô dâu, cho nên các bạn nhớ chú ý lúc này nhé. Chân đằng sau thì cô chỉ vẽ một nửa thôi bởi vì nó bị che bởi cái váy đầm. Thêm cái túi hai bên và thêm cái dây kéo ở chính giữa này luôn.
vẽ đôi giày cho chú rể. Cô vẽ chú rể đang đi hướng vào phía cô dâu. Còn cái chân ở bên kia, cái bàn chân ở bên kia thì bị che bởi cái váy đầm nha các bạn. Cho nên cô sẽ vẽ một nửa cái đôi giày chỗ này thôi. Tiếp theo thì cô sẽ vẽ cái lúp cho cô dâu đang đội trên đầu nha các bạn. Các bạn cũng có thể vẽ trước hoặc là vẽ sau giống cô. Tại vì cô sẽ vẽ cái lúp của cô dâu nó nằm ở phía sau cái cánh tay chú rể luôn. Cô đã vẽ được cô dâu chú rể vô cùng đơn giản luôn. Bây giờ thì cô trang trí thêm bằng những cái trái tim xung quanh bức tranh. Cô cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi đến hết video này. Các bạn đừng quên theo dõi video tô màu tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.